Hôm nay vui quá, có vợ chồng chi đẹp Cali đi vòng quanh nước Mỹ một đoạn từ Nam Cali tới Canada. Hôm nay trên đường về Nam Cali ghé Sacramento, thủ đô Sacramento, bang California thăm gia đình mình. Đây là chiếc xe của vợ chồng chi đẹp Cali. Đi cũng mấy tuần rồi nha các bạn. Quá trời. Hôm nay cũng có hướng vợ hướng đi xe Tesla. Nhà ở xa quá cho nên không có về lấy VinFast kịp. Nếu mà có một chiếc VinFast màu trắng của hướng nữa, VF8 của hướng nữa thì quá thú vị. Nhưng mà không sao, tại vì thời gian không cho phép. Còn mình thì đang làm nhà cũng chưa xong các bạn. Hello, hello, hello. Coi ai kìa. Hello, hello. Cái này là mình không có quay live, mình quay thường thôi. Đây là hai cháu của Hướng. Làm chưa có xong, còn chưa có sơn nữa. Đang sơn nửa chừng. Đang sơn nửa chừng. Vợ đang nấu gỏi. Bún riêu xong chưa Hạnh? Xong hết rồi. Không ngờ vợ chồng chi đẹp Kali ghé thăm nhà mình. Bữa nay cũng có vợ chồng của Hướng và Vivi, nhưng mà hôm nay Vivi là người lái xe Tesla cho nên xe của Hướng ở nhà. Chứ nếu không là ba chiếc VinFast VF8 đây rồi. Con ruồi mà nó đậu trên đây nó cũng chợt nó té nữa ha. Thiệt luôn á. Nó sạch quá luôn á. Quay phim trước nha. Không có một miếng bụi luôn nha các bạn ơi. Bóng quá đi đi. Bữa nay kiểm chứng. Dạ đi ngoài đường á mấy con muỗi á nó không chết luôn tại nó láng quá. Đúng, nó trơn. Nó té liền. Té ở giữa phim quay luôn á anh. Dạ. Xe chi mà mấy bữa nay đi càng bừa quá rồi dơ quá chừng luôn. Nhưng mà phải vẫn còn đẹp sạch không sao. Mình ăn bún xong rồi, bún riêu ngon quá chừng luôn các bạn chơi ơi. Vòng vòng bây giờ đi vòng vòng. Dạ, tối nay còn một nữa. Còn một karaoke nữa. Thì bây giờ mình đi. Chụp hình đi, chụp hình cho. Dạ. VinFast VFA. Sacramento, California. Hôm nay có chi đẹp Cali Family, hai vợ chồng chi đẹp Cali. Đi ghé thăm nhà mình, Sacramento. Cái này giống như mình đánh kiếm với nhau không? Còn chi đẹp Cali ở ngoài đó kìa, coi chi đẹp Cali đang tự sướng ngoài xa kìa. VF8 and VF8 Sacramento. Hai vợ chồng chị đẹp Cali, hai người là làm việc luôn một lúc không có tha nhau. Tới đây tối quá. Ồ, coi chim quá trời kìa. Quá trời chim bên trời. Quá trời đẹp luôn á. Trời đẹp cái sợ. Đẹp không chị? Trên đây nè. Trên đầu phía đầu mình nè. So pretty. Đẹp ha. Wow, chim bay về tổ. Xin chào các bạn.
nay là ngày thứ chiều thứ hai ngày 31 tháng 10, ngày 30 tháng 10 2023 các bạn. Cũng lâu rồi mình không có dịp tâm sự với các bạn, tại vì mình cũng bận rộn các bạn. Mình cũng mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là mình rất là vui. Hôm kia mình vợ chồng mình, gia đình mình có dịp gặp và gỡ vợ chồng của Lâm và Chi của cái kênh YouTube là Chi Đẹp Cali đó các bạn. Hai vợ chồng này với một người bạn nữa, ba người đi chung một chuyến đi từ Nam Cali, đi chung với một anh trẻ Việt Nam trẻ tên là Bầu Thịnh các bạn. Anh ta hiện giờ đang đi vòng quanh nước Mỹ để đi về hướng hướng Bắc mới cả Midwest của nước Mỹ các bạn, giống như đi ngang từ Tây qua Đông á. Thì các bạn này đi hai chiếc xe VinFast cách đây cũng hơn 2 tuần rồi, đi từ Nam Cali đi lên, đi thẳng đi qua, đi dọc theo Cali đi lên tới tiểu bang Oregon, rồi tới tiểu bang Washington, rồi đi tới Canada luôn các bạn, Vancouver Canada luôn. Đi cũng ghé rất nhiều nơi nghỉ ngơi và chơi, và có thể là đi không biết Bầu Thịnh đi bao nhiêu mile bây giờ, nhưng mà vợ chồng Lâm và Chi đi khoảng chắc cũng khoảng 2000 km, ngàn mấy dặm hay là 2000 mấy km, chắc tới nhà cũng khoảng gần 3000 km. Thì đi xe VF8 VinFast các bạn. Thì mình cũng rất là hạnh phúc là cách đây 2 ngày vợ chồng Lâm và Chi trên đường đi trở lại Nam Cali đó, ghé thăm nhà mình. Và hôm qua vợ chồng mình với vợ chồng của Lâm và Chi cũng được giao lưu buổi tối, ăn uống cũng ca hát. Và hôm qua cũng gặp được vợ chồng và hai cháu của Hướng là người mà mình gặp cách đây vài tháng các bạn, cũng đi chiếc xe VF8 màu trắng đó. Mình có đăng chia sẻ video clip vài lần với Hướng rồi. Và hôm qua Hướng tới nhà mình, nhưng mà tại vì đi vợ của Hướng đi xe Tesla Model Y cho nên Hướng tới nhà mình không có thời gian về lấy VF8, cho nên tới nhà mình bằng Tesla Model Y. Nhưng mà mình cũng rất là mừng là Hướng có dịp gặp vợ chồng anh Lâm và Chi. Thì mình có chia sẻ một video clip, mình cũng thâu vài video, nhưng mà mình chưa có dịp để chia sẻ đó các bạn, tại mình cũng bận. Nếu mà các bạn vô kênh của YouTube của Chi Đẹp Cali đó, các bạn sẽ thấy cuộc hành trình rất là thú vị của vợ chồng Lâm và Chi và một người bạn hình như là cô ta tên Hậu đó, không biết có đúng không, rồi đi chung với anh với bạn Bầu Thịnh. Rất nhiều video clip chia sẻ thắng cảnh đẹp của miền Tây nước Mỹ. Mình chưa có nhiều thời gian để xem hết mấy video, nhưng mà mình muốn các bạn biết để các bạn có thể vô để khám phá. Và các bạn sẽ thấy một vài video live stream rất là dài của Chi Đẹp Cali, kênh Chi Đẹp Cali. Hôm qua ở nhà mình thăm viếng và ăn bún riêu với cả hát karaoke với vợ mình, với vợ chồng mình các bạn. Các bạn có thời gian thì các bạn vô xem vài video của Chi Đẹp Cali sẽ thấy có vợ chồng mình trong đó các bạn.
Và mình biết vợ chồng Lâm và Chi sẽ còn rất nhiều video thú vị nữa mà chưa có thời gian để chia sẻ. Tại vì các bạn đã quay suốt ngày, đi quay rất nhiều và livestream nữa, và cũng quay rất nhiều ở Sacramento, thủ đô Sacramento của bang California và cái thành phố mà mình ở đó các bạn, hôm qua đó. Nhưng mà hai bạn đó chưa có dịp để đăng lên mạng thôi. Mình muốn các bạn biết để các bạn có dịp theo dõi. Ok, mình rất là thích vợ chồng của Lâm và Chi. Mình đã gặp Chi đẹp Cali rồi lúc mà mình đi North Carolina, tiểu bang North Carolina, lúc mà VinFast có lễ động thổ các bạn. Mình có dịp gặp Chi rồi, lúc đó Chi đi có một mình, không có anh Lâm, mà đi với nhiều nhóm YouTuber khác ở Nam Cali lên đó các bạn. Mình có gặp đông đủ các bạn YouTuber ở Nam Cali và mấy tiểu bang khác nữa. Thì mình cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng Lâm và Chi là dành thời gian ghé thăm nhà mình và có một dịp giao lưu và là tìm hiểu nhau về gia đình nhau, rồi cũng ăn uống, cũng đi coi cảnh chung quanh đây tối hôm qua, rồi hát hò cũng rất là vui. Cũng rất tiếc là thời gian không có nhiều và mình phải đi làm lại hôm nay, cho nên mình có thể chơi được như đó rồi các bạn, nhưng mà cũng rất là thú vị. Anh Lâm lớn hơn mình có 1 tuổi à, nhưng mà thấy anh Lâm rất là trẻ. Mình mới đầu mình tưởng anh Lâm nhỏ hơn mình, nhưng mà anh Lâm hơn mình 1 tuổi. Mình thấy tính tình của anh Lâm rất là dễ thương, rất là hiền, và mình cảm thấy rất là giống như người rất là dễ mến đó các bạn. Hai vợ chồng rất là dễ mến, mà Chi cũng vậy đó. Chi cũng rất là dễ chịu, hai vợ chồng nói chuyện rất là dễ thương. Hèn chi có nhiều khán giả Việt Nam đam mê, cho nên mình cũng hân hạnh có được chia sẻ và chung video clip với vợ chồng Lâm và Chi. Hai người hát rất hay luôn. Mới đầu thì anh Lâm đi đường nhiều ngày rất là mệt, giống như là muốn đi ngủ, nhưng mà mình ráng động viên anh Lâm hát. Nhưng mà mình thấy anh Lâm càng hát nhiều thì càng tỉnh lại, càng khỏe lại. Mà hát không những hát hay mà hát như mấy bạn rất là giật gân nữa, rất là vui, và nhảy đầm cũng rất là hay, rất là ngầu. Hai vợ chồng người nào hát cũng hay, cũng dạng nhảy đầm hết. Mình thấy nhiều lúc nghe Chi hát cái giọng đó, mình tưởng là bà xã mình hát luôn đó. Cái giọng nó hơi giống bà xã mình, nên mình cũng rất là vui mừng, rất là hạnh phúc là có các bạn tới chia vui với gia đình mình. Rất tiếc là mấy đứa con mình tuần rồi nó về nhà mình, nó thăm, nó ăn phở, nên tuần này nó không có tới thăm ngày hôm qua trong lúc có vợ chồng Lâm và Chi được, chứ không. Tụi nhỏ nó cũng bận rộn lắm các bạn. Tụi nó giờ nó ra nó ở riêng rồi, nó rất là bận đi học với đi làm, rồi nó có đủ thứ chương trình, nó giao lưu với bạn bè nó làm, nên mình cũng ít gặp tụi nó. Mỗi lần mà mình rủ mấy đứa con mình tới nhà quay về nhà ăn uống đồ được, cũng rất là hiếm khi mà tụi nó có thời gian nó quay lại. Chỉ có một ngày đặc biệt là tụi nó rất thích là ngày lễ tạ ơn Thanksgiving trong tháng tới các bạn. Tụi nó thích, rất là thích đồ ăn ngày lễ tạ ơn Thanksgiving, nấu vợ mình nấu gà tây, nấu đủ thứ món. Tụi nó thích cái món má nó nấu, mẹ nó nấu nhất. Nó thích vợ mình nấu mấy cái món Thanksgiving nhất, cho nên
rất, có rất nhiều người bạn bè rủ nó đi ăn mà nó đi ăn một lần nó tận tới già, cho nên nó chỉ muốn ăn gà tây của mẹ nấu thôi, cho nên ngày đó thì dễ, tụi nó dễ tới nhà, với cả nó mời bạn, lâu lâu có bạn nó tới ăn chung. Ok các bạn, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn như đó thôi. Mình rất là hạnh phúc có cơ hội giao lưu, tìm biết thêm về vợ chồng Lâm và Chi. Mình hy vọng là vợ chồng mình sẽ có một dịp gần đây, sắp tới là rảnh ngày thứ bảy chủ nhật, mình có thể xuống dưới Nam Cali rồi gặp các bạn, như thăm viếng các bạn dưới Nam Cali. Dưới đó cũng có một vài người YouTuber mình gặp, có thể gặp các bạn ở cà phê Trung Nguyên. Mình mong ngày đó tới thì mình vợ chồng mình đi xe VF8 này một chuyến xa hơn, chứ hồi xưa đến giờ vợ chồng mình đi có mấy tiếng ở trên Bắc Cali rồi về nhà. Ok, và mình muốn chia sẻ là cái xe VF8 của mình đi có phần mềm update cách đây khoảng một tuần. VinFast có tới có hai người tới cái chỗ mình làm, họ làm phần mềm update, cho nên cái xe bây giờ thì nói chung là chạy thấy nó mướt hơn và mình thấy thoải mái hơn các bạn. Và cái kỳ rồi đó, lý do mình họ tới là tại vì cái máy 360 cam á các bạn, nó ngừng hoạt động, cho nên họ tới họ chỉnh cái đó rồi họ cũng update phần mềm cho mình luôn. Mà mình cảm thấy rất là cảm động là hai anh nhân viên của VinFast đi từ cái trung tâm bảo hành ở Richmond đó các bạn, showroom ở Richmond đó, họ lái tiếng máy tới đây, hai người ngồi trong xe đã update rồi đợi nó download, đợi nó tải cũng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ luôn, rồi họ phục vụ xe mình rồi. Mình rất cảm ơn các bạn nhân viên VinFast ở Richmond. Mình nhớ mãi mãi là hai bạn đó, tên một bạn tên là Roland và một bạn tên là Hồ Dê. Xin cảm ơn các bạn. Và cảm ơn bạn một người bạn nữa tên C T gì đó. Các bạn nhân viên VinFast làm rất là tích cực, rất là họ lo lắng cái xe mình để cho bảo đảm chất lượng, để cho mình lái mình thoải mái và an toàn. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình cũng học được một điều là hồi xưa có nhiều khi mình thứ nhất là cái máy cam 360 các bạn, hình như là mình khám phá ra là khi mà mình vô xe nó, mình mở xe ra mình phải đợi nó khoảng gần một phút đó. Thì khi mà mình thấy cái hình của cái máy camera nó hiện lên là nó hoạt động rồi á, mình đi thì nó cái camera 360 đó nó không có vấn đề. Chứ còn mình vô xe mà mình đi sớm quá đó thì nhiều khi cái camera 360 đó nó chưa có sẵn sàng, cho nên nó không có hiện lên cho mình sử dụng. Cái đó là mình khám phá ra cũng khoảng 2 tuần nay rồi, mà không biết có phải đúng 100% không, nhưng mà mình bây giờ mình cứ đợi khoảng gần 1 phút trước khi mình đi, mình vô xe mình đợi gần 1 phút cho mà mấy cái phần mềm nó chỉnh tề hết, mình đi thì thấy nó ổn hơn. Mấy cái camera mấy cái gì đó nó không có hiện lên. Và một điều nữa là hồi trước đây á, mình sạc ở nhà đó các bạn, nó hay ngưng nửa chừng á, nó hay ngưng sớm á. Mình dùng cái dây sạc ở nhà đó, nhưng mà mình từ cái ngày mình tắt cái đèn pha của cái xe đó, mình tắt nó đi, mình không có để on á, mình không có mở đó, mình tắt nó trong khi mình sạc á,
thì 3-4 lần rồi mình làm vậy rồi thì mình thấy nó sạc thẳng tới sáng luôn, không có vấn đề gì hết. Chứ còn hồi xưa mình lúc nào cũng có cái, mình mở cái đèn pha lúc nào cũng mở hết á, mình không có tắt, cho nên khi mình sạc mình cũng để nó mở luôn, rồi tự động nó tắt sau khi mình khóa đó. Nhưng mà mình cảm mình khám phá ra là khi mình tắt cái đèn pha đi, lúc mình sạc á thì 3-4 lần vừa rồi mình sạc thì nó sạc thẳng luôn tới sáng, nó không có vấn đề, nó không có bị ngưng nữa. Mình không biết có phải như vậy không, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, lỡ mà các bạn nào đi xe VF8 ở bên Mỹ hay là bên Việt Nam mà gặp trường hợp mà đang sạc mà nó hay ngưng ở nhà đó, nếu mà các bạn mở đèn pha ra mà không tắt, các bạn cũng thử đi tắt đèn pha, có thể là đó là nguyên lý do nó hay bị ngưng. Mình không biết có phải như không, nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn biết. Ok, bây giờ mình cũng gần tới nhà rồi, mình chúc cho hai bạn Lâm và Chi đi đường bình an vô sự và vui vẻ. Trời cũng gần tối rồi, các bạn cũng không còn quay cảnh được nữa, tại vì cái đường đi về Cali nó đường sa mạc, ban đêm nó tối lắm, cũng không có thấy gì ngoài. Mong các bạn lái về nhà sớm nhanh để gặp lại mái nhà êm ấm và gặp lại hai cháu gái, chắc đi cũng nhớ ba mẹ, nhớ bố mẹ nhiều lắm rồi. Và mình biết các hai bạn cũng trông được ăn mấy món ăn ngon ở quận Cam Nam Cali. Một lần nữa cảm ơn hai bạn đã đến ghé thăm nhà mình hôm qua và hôm kia, và rất là vui. Ok, xin cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Mình cũng thấy comment của các bạn rất nhiều trong kênh Chi Đẹp Cali nhắc tới mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều là các bạn đã theo dõi kênh của Chi Đẹp Cali và nhắc đến mình và nhắc nhở tới mình, và trong đó có một vài anh YouTuber hay là và một vài em YouTuber giống như là Andrew Lê và anh Phố Việt Vô Sa, anh Hùng và Natalie Lý. Và cảm ơn tất cả các bạn Việt Nam trong nước và ngoài nước đã có rất nhiều lời rất là tử tế, rất là tốt, là các bạn luôn khen, luôn ủng hộ và khen vợ chồng mình. Và mình không có nhiều thời gian để trả lời các bạn, nhưng mà mình muốn các bạn biết là mình khi mà mình rảnh á, mình đọc hết mấy cái bình luận của các bạn, và mình muốn các bạn biết là mình rất là cảm ơn các bạn. Là giờ tuy mình không có thời gian để mình trả lời hay là bấm like, nhưng mà mình muốn các bạn biết là mình rất cảm ơn các bạn. Ok, bây giờ mình gần tới nhà, mình mong một ngày nữa đây mình vợ chồng mình rảnh để đi một chuyến đi xuống Nam Cali để gặp một số bạn chủ sở hữu VF8 và các bạn YouTuber, trong đó có vợ chồng Lâm và Chi. Xin chào các bạn, bây giờ mình mở nhạc lên. Mình rất là đi xe mình rất là vui, tại vì bây giờ là người Việt Nam mình chú ý mình nhiều, người nước ngoài cũng vậy lắm. Chú ý mình tại vì mình rất là tự hào, và mình biết những người Việt Nam mà chú ý xe mình phần nhiều người ta cũng rất là tự hào về cái sản phẩm VinFast, nhất là cái xe VF8 duy nhất đang chạy trên nước Mỹ các bạn. Tuy nó con số nó không nhiều, nhưng cho nên cũng tại vì lý do đó cho nên
khi mỗi lần gặp được á, mình thấy người Việt Nam mình nó họ người nước ngoài thì họ nhìn họ thấy nó đẹp họ nhìn, nhưng mà người Việt Nam mình họ biết cái này là xe của đất nước của họ, cho nên họ nhìn rất là sốc và rất là phấn khởi các bạn. Cũng như hôm trước ban đêm mình đi chợ, mình mới đậu thấy mình thấy một cái anh Việt Nam cũng không quá lớn tuổi lắm, cũng khoảng ba mấy rồi các bạn. Anh nhận ra cái xe mình, tại vì ban đêm cái đèn nó rất đẹp, với cả nhìn vô cái màn hình nó rất là, cái màn hình trong đây nó nhìn nó rất là đẹp, rất là nổi. Anh ta nhìn mà anh ta ngưng đang đi nhanh tính như trong chợ mà anh ta ngưng lại, quay đầu lại ngắm cái xe mình mà ngắm rất là lâu. Mà anh có một cái nụ cười rất là vui vẻ, rất là tuy mình đi ngang anh không dám hỏi thăm, mình không dám làm gì hết, không dám không có dám làm quen hay không dám hỏi về xe. Nhưng mà anh ta, mình bắt gặp anh ta đang đi mà bị sững lại, trong khi sau khi anh nhận ra xe mình, anh xe VinFast các bạn, anh sững người lại, không có đi mà ngưng lại, quay người lại ngắm cái xe mình cũng khoảng ít nhất là 5 giây hay 10 giây các bạn. Cho nên đó là một trong một ví dụ thôi, mà rất nhiều những người khác mình bắt gặp ánh mắt của họ nhìn xe mình. Nên mình cũng muốn các bạn bên Việt Nam hay là các bạn những bạn ủng hộ xe điện Việt Nam, xe VinFast, các bạn biết là những cái gì mình đang trải nghiệm bên Mỹ các bạn. Trời bây giờ là đi làm về càng ngày nó càng tối các bạn. Tuần tới sau khi đổi giờ bên Mỹ đó, họ đổi giờ một tiếng đồng hồ dời lại. 5 giờ chiều mình đi ra mà khỏi sợ là trời nó tối rồi các bạn. Buổi sáng dậy mình đi làm thì trời nó cũng còn hơi tối gần sáng. Vô trong sở xong mình ngồi trong đó suốt ngày, xong rồi khi mình ra đây mình cũng thấy mặt trời nó xuống rồi, trời nó gần tối, cho nên mình không có thích mùa đông bên Mỹ, là tại vì ban ngày nó quá ngắn, ban đêm nó quá dài, cho nên mình cảm thấy mình không có thấy mặt trời, không có thấy đủ mặt trời, đủ thời gian nhìn mặt trời các bạn. Cho nên mình cũng buồn, mà mùa đông hay thấy buồn hơn mùa hè. Hơn nữa nó lạnh nữa các bạn. Các bạn mà muốn các bạn biết là mình chú ý người Việt Nam mình đi xe Tesla đó, họ rất là chú ý xe VinFast. Tại vì họ có một cái cảm giác hơi đặc biệt, tại vì họ là người Việt Nam, mình biết họ là người Việt Nam, họ bỏ ra một số tiền rất lớn họ đi xe điện của Mỹ nước ngoài, trong khi đó Việt Nam mình có cái sản phẩm xe điện VinFast cũng rất là tốt, nhưng mà họ không có khám phá ra, họ không có trải nghiệm, mà họ nhìn thấy mình trải nghiệm, cho nên mình thấy họ rất là chú ý. Lúc nào mình nhìn qua mình cũng thấy họ đang nhìn vô cái xe mình hết á. Một điều mình biết là họ nhìn thấy cái xe của VinFast VF8 rất đẹp, ban đêm rất nổi bật, từ trong ra ngoài, đèn ở ngoài và đèn ở trong cái màn hình cũng rất đẹp. Còn mấy cái hãng xe của nước mấy cái hãng xe khác thì khỏi bàn các bạn, không có so sánh được bằng cái xe VinFast mấy cái xe điện hãng khác đó, tại vì cái thiết kế của họ đó phần nhiều mà ở trong đó nó không có, nó hơi rối quá, nó hơi bẩn quá, nó hơi nhiều quá, nhiều khi nó thấy nó không có nổi, nó không có sang bằng VinFast. Họ làm đơn giản nhưng mà cái màn hình nó rất là nổi bật,
những gì nó hiện ra, những gì mà người lái cần thấy, nó rất là đẹp mắt. Chứ còn mấy cái xe mắc tiền mà nó có nhiều nhiều thứ quá trước mặt mình đó, có 2-3 cái màn hình đi dọc từ trái qua phải, nhiều khi mình nhìn vô mình cũng thấy nó hơi bận quá các bạn. Mình nói nhiều lần rồi, mong các bạn thông cảm. Mình chỉ muốn biết các bạn biết là tại sao xe VinFast VF8 tuy nó thiết kế không có rườm rà, nó đơn giản nhưng mà nó vẫn rất là sang, nó giữ được cho người dùng cái cảm giác rất là hài lòng. Thì hồi xưa mình cũng nghĩ là mình thấy là mình vô cái xe này thấy nó không có gì nhiều để mình rờ mó đó các bạn. Nhưng mà khi mình trải nghiệm rồi mình mới hiểu tại sao người ta design giống vậy. Cái lý do của nó là họ muốn người lái đó có một cái cảm giác rất là thoải mái, không có bị rối đầu óc, không có bị chi phối nhiều quá về cái cách sử dụng cái xe. Giống như nó cái hệ thống mềm của nó với hệ thống mà cứng của nó làm việc rất là mịn, rất là tốt với nhau. Cho nên khi mình lái mình chỉ chú ý về cái hướng đi và cái sự an toàn của chiếc xe với những cái gì xung quanh mình. Các bạn cũng nhận xét thấy là phần mềm bây giờ nó rất là êm mượt, mình không có nghe beep cảnh báo nhiều như hồi xưa. Tại vì cái lúc đó là mình chưa biết cách setting là mình để cho nó kêu. Như bây giờ đi quen rồi thấy không thành vấn đề các bạn. Các bạn thấy không? Trời mới nói trời tối, bây giờ càng ngày càng thấy tối. Nói nãy giờ mình nói là mình không nói chuyện nữa mà mình cứ tiếp tục nói hoài. Đằng sau mình có cái xe BMW người Việt Nam, họ muốn check speeding. Họ thấy mình đi vòng, họ đi theo. Wow, tự nhiên có cái xe đậu trước mình. Xin lỗi các bạn đằng sau. Thôi mình quậy quá. Vợ mình đi chung xe mình tối ngày mình bị vợ mình đập mình. Mình mà đạp hơi mạnh một cái là bị đập một cái. Nếu mà đạp mà không đạp mạnh mà không có nhả ra thì bị đập 2-3 cái sưng cái đầu luôn. Bởi vậy lái xe VF8 chỉ có khổ là cái đó thôi, cái nỗi khổ của mình. Nỗi khổ của mình là đi một mình rất là sướng, tại vì mình ngoại mình phá, mình muốn đạp nhanh đạp mạnh, mình muốn lướt kiểu nào, mình muốn qua mặt ai, hay là mình muốn mở nhạc mình nghe đã luôn. Còn có vợ mình rất là yêu quý vợ mình rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi ngồi chung với chiếc xe VF8 nó có vấn đề hơi nhỏ là mình không có quậy được các bạn, mình không có quậy được nhiều. Chứ còn mình lái một mình đó mình quậy lắm. Ok, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt.